Phật dạy năm thứ độc: tham, sân, si, mạn, nghi, là nguồn gốc của địa ngục. Phạm một trong những điều đó là rơi vào địa ngục. Nếu phạm cả năm điều thì không cần nói cũng biết. Chúng ta muốn cứu thân tâm của mình, muốn cứu môi trường sống của mình, nhất định phải tin tưởng sâu sắc lời dạy này của Phật Thích Ca Mâu Ni. Dứt khoát phải buông bỏ năm thứ phiền não căn bản này. Chúng ta không thể không biết vấn đề này. Biết rồi, muốn thành tựu ngay trong đời này, vậy không thể không nỗ lực tham cứu, thảo luận, kiểm điểm bản thân. Rốt cuộc vấn đề là do đâu? Tuyệt đối không phải do ngoại duyên, đều ở chính mình. Cổ nhân nói: hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Như vậy mới tìm ra nguyên nhân căn bệnh, tiêu trừ tận gốc, mới giải quyết triệt để vấn đề. Cổ thánh tiên hiền, chư vị tổ tông rất xứng đáng với hậu thế. Suy nghĩ cho hậu nhân rất chu đáo. Lưu lại nhiều điển tịch. Trong điển tịch này, một trên 1%, một trên 1 phần ngàn, chúng ta thật sự đạt được, tiêu hóa được, đều có lợi ích rất lớn. Đạt được mà không tiêu hóa được, không có lợi ích. Điều này thật đáng tiếc. Đạt được như thế là không thật sự đạt được. Học viện chúng ta hiện nay vẫn bảo tồn những điển tịch của Nho Thích Đạo, có thể nói là khá phong phú. Không có ai đọc, không có ai nghiên cứu. Sống với trân bảo, mà vẫn không có được lợi ích nào. Quý vị xem, đáng tiếc biết bao. Quý vị nói tôi không có nền tảng, có thể bổ sung, dùng thời gian 1-2 năm là bổ sung toàn bộ. Thời gian không cần dài. Một người dẫn đầu thực hiện, sẽ ảnh hưởng đến một hai người. Một hai người này dẫn đầu làm, có thể ảnh hưởng đến toàn học viện. Nếu không phát tâm này, nói phát tâm cầu sanh tịnh độ là giả, không phải thật. Đời này không thể giảng sanh. Phát chân tâm, tức ngay tại đây. Có thực hành chăng cũng ngay tại đây. Chí nguyện vừa xảy ra vấn đề, có người lập tức đọa lạc. Vấn đề này rất nhiều. Ngày xưa không ít, bây giờ càng nhiều. Người bây giờ quả thật không vượt qua được thử thách. Hơi có một chút không như ý là không làm nữa, bỏ đi ngay. Người tu đạo chân chánh là ngày ngày đang khảo nghiệm. Người thử thách mình, công việc thử thách mình, vật thử thách mình, xem ta có thông qua chăng. Người sự vật bên ngoài đều đang mê hoặc ta. Ta đối với sự mê hoặc bên ngoài thông đạt, thấu triệt, tăng trưởng trí tuệ. Dù sự cám dỗ lớn đến đâu, ta cũng như bất động. Đây là tăng trưởng định công. Ngày ngày đang cám dỗ, hợp với ý mình, ta bị nó cám dỗ, liền tăng trưởng tâm tham. Không hợp ý mình, nó cám dỗ bên ngoài, làm ta tăng trưởng tâm sân nhuế. Sanh khởi tâm oán hận, như vậy là không vượt qua được thử thách. Quý vị nói mình tu đạo, nhưng mà trước này đứng một bên cười nhạo, quý vị là giả không phải thật. Vượt qua được sự cám dỗ mới là thật. Cho nên người sự vật thử thách mình đều phải dùng tâm chân thành cung kính cảm ơn họ. Không có họ, công phu của mình làm sao mà thăng tiến được. Làm sao biết được công phu của mình có đắc lực hay không? Công phu đắc lực không bị cám dỗ. Không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Thanh tịnh bình đẳng giác của mình mới quan trọng. Hành vi việc làm của mỗi người, họ tự chịu trách nhiệm. Ta không thể thay thế họ, họ cũng không thể thay thế được ta. Nghiệp nhân quả báo, không có cách nào trốn thoát. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhân thiện nhất định có quả thiện. Nhân ác chắc chắn có ác báo. Nhẫn lực thành tựu. Nhẫn lực tức là sức nhẫn nhục. Chính là trong 6 ba la mật là nhẫn nhục ba la mật. Phiên dịch của danh từ này là đặc biệt vì người Trung Quốc. Trước đây những đại sư phiên dịch đến Trung Quốc, người Trung Quốc rất coi trọng chữ nhục. Chém đầu có thể nhẫn, sỉ nhục không được. Coi việc nhẫn nhục nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên Pháp Sư phiên dịch đem nhẫn ba la mật hạ xuống dùng nhẫn nhục. Nhục mà nhẫn được, còn có gì không thể nhẫn được chứ? Áp dụng ý này. Đây là trí tuệ của đại sư phiên dịch kinh, là phương tiện thiện xảo của họ. Đại sư Pháp Trú nói nhẫn có 3 loại. Thứ nhất là an khổ nhẫn. Có thể ở thế gian nhẫn chịu việc trái ý, nghĩa là trái với sự yêu thích của mình, hay nói cách khác là những vấn đề ta ghét, ta không thích, đều có thể nhẫn thọ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy ba y một bát, đêm ngủ dưới gốc cây. Đây là an khổ nhẫn. Đức Phật thể hiện cho chúng ta thấy con người có thể an bần lạc đạo. Xã hội sẽ an định, hòa bình. Quý vị xem công đức này lớn biết bao. Chúng ta phải tích lũy công đức. Chỉ điều này thôi đã rất tuyệt vời rồi. Vì sao vậy? Vì người có nhẫn nhục, đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, tâm họ luôn an định. Tâm an định sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Vì thế, dù sống trong bần tiện, họ vẫn an vui. Như Nhan Hồi vậy, không có địa vị ở xã hội, gọi là tiện. Không có của cải, gọi là bần. Nhan Hồi không có cả hai loại này. Không có của cải, cũng không có địa vị. Nhưng cuộc sống của ông hạnh phúc, an lạc, mỹ mãn. Từ đâu mà có? An bần lạc đạo. Người thế gian không biết điều này, không có nhận thức về điều này. Phật Bồ Tát đều biết. Thánh hiền nhân biết điều này. Xã hội hiện nay thường cho rằng mê tín, thực ra không phải mê tín. Có quỷ thần thật, quỷ thần tôn trọng điều này. Đây là công đức an khổ nhẫn. Cho nên phải tinh tấn tu hành. 10 nguyện của Phổ Hiền từ lệ kính tán thán. Lệ kính là bài học nhập môn đầu tiên. Tán thán là tùy hỷ công đức. Tán thán có thể đối trị ngạo mạn của ta, đối trị đố kỵ của ta. Hai loại phiền não này là nhân tố hàng đầu, khiến rất nhiều hàng sơ học không thể nâng cao cảnh giới. Không thể không biết điều này. Niệm niệm tương tục, không có gián đoạn. Hai câu này và Bồ Tát Đại Thế Chí nói: đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục, là cùng một ý. Ở sau là nghiệp thân khẩu ý không có mệt mỏi, chán ghét. Tam nghiệp thanh tịnh. Không hề mỏi mệt là dõng mãnh tinh tấn. Bây giờ chúng ta đọc rất nhiều. Những câu này rất quen thuộc, có thể nói ra bất cứ lúc nào. Nhưng như thế nào? Không đạt được lợi ích chân thật. Do đó, không sanh khởi tín tâm đối với kinh giáo. Nếu quý vị hỏi có tốt chăng? Tốt. Nhưng không nói được tốt điểm nào. Có lợi ích gì cho bản thân chăng? Không thể nói không có lợi ích. Lợi ích không nhiều. Đa số chúng ta đều không nhìn thấy lợi ích. 10 nguyện không thực hành được nguyện nào. Chúng ta không thể không biết vấn đề này. Biết rồi, muốn thành tựu ngay trong đời này, vậy không thể không nỗ lực tham cứu, thảo luận, kiểm điểm bản thân. Rốt cuộc vấn đề là do đâu? Tuyệt đối không phải do ngoại duyên, đều ở chính mình. Cổ nhân nói: hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Như vậy mới tìm ra nguyên nhân căn bệnh, tiêu trừ tận gốc, mới giải quyết triệt để vấn đề. Cổ thánh tiên hiền, chư vị tổ tông rất xứng đáng với hậu thế. Suy nghĩ cho hậu nhân rất chu đáo. Lưu lại nhiều điển tịch. Trong điển tịch này, một trên 1%, một trên 1 phần ngàn, chúng ta thật sự đạt được, tiêu hóa được, đều có lợi ích rất lớn. Đạt được mà không tiêu hóa được, không có lợi ích. Điều này thật đáng tiếc. Đạt được như thế là không thật sự đạt được. Học viện chúng ta hiện nay vẫn bảo tồn những điển tịch của Nho Thích Đạo, có thể nói là khá phong phú. Không có ai đọc, không có ai nghiên cứu. Sống với trân bảo, mà vẫn không có được lợi ích nào. Quý vị xem, đáng tiếc biết bao. Quý vị nói tôi không có nền tảng, có thể bổ sung, dùng thời gian 1-2 năm là bổ sung toàn bộ. Thời gian không cần dài. Một người dẫn đầu thực hiện sẽ ảnh hưởng đến 1-2 người. 1-2 người này dẫn đầu làm, có thể ảnh hưởng đến toàn học viện. Nếu không phát tâm này, nói phát tâm cầu sanh tịnh độ là giả, không phải thật. Đời này không thể giảng sanh. Phát chân tâm, tức ngay tại đây. Có thực hành chăng cũng ngay tại đây. Tôi cũng hy vọng đồng học phát tâm. sửa đổi những khuyết điểm của con người hiện nay. Không sửa niệm Phật không thể giảng sanh. Còn phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Nói tiếp, có thể hành nhẫn, được gọi là hữu lực đại nhân. Đại nhân chính là Bồ Tát. Hữu lực là gì? Là nhẫn lực. Nhẫn nhục đối trị sân nhuệ. Trị là đối trị, sân nhuế là bệnh, phiền não nghiêm trọng. Sân nhuế là nhân của địa ngục. Trong tâm thường có ý niệm sân nhuế, nó có nhân duyên rất sâu với địa ngục. Tham lam là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Thông đoạn tam độc. Tam độc là tham sân si, chủ yếu là đối trị sân nhuệ, đối trị cả tham sân si. Trong lục độ, người tu hành quan trọng nhất là hai thứ. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là nhẫn nhục. Nghe chuyện xứng tâm như ý thì hoan hỷ. Nghe người khác sỉ nhục hay hủy báng thì liền sân giận. Đây là phàm phu. Niệm Phật giảng sanh là sanh vào phàm thánh đồng cư. Khi giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, những tập khí phiền não này phải dùng Phật hiệu chế ngự mới hữu hiệu. Nếu không hàng phục được niệm sau cùng khi lâm chung, như vậy là trôi lăn trong luân hồi. Có thể giảng sanh hay không đều ở niệm sau cùng. Thử nghĩ xem, chúng ta có thể nắm chắc chế phục được niệm sau cùng này hay không? Hiện tại không chế phục được, niệm sau cùng không chắc lắm. Như vậy thật sự phải gặp vận mệnh. Hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ hiểu hiện tại phải học đến có thể chế phục, có thể chịu được. Bố thí là buông bỏ. Buông bỏ là tích lũy công đức. Nhẫn nhục là duy trì. Công đức này của mình có thể duy trì hay không hoàn toàn dựa vào nhẫn nhục ba la mật. Nếu không có nhẫn nhục ba la mật, không thể giữ được công đức tu tích. Trong Phật Pháp nói, ngọn lửa đốt cháy rừng công đức. Lửa đó là lửa sân hận. Ngọn lửa này nổi lên, tâm thanh tịnh không còn, tâm bình đẳng không còn, chánh giác không còn, trở về lục đạo. Không có đi lên. Quý vị xem, nói về ngoại nhẫn. Thế nào gọi là ngoại nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát nghe lời ác, mại lị, quỷ nhục, phỉ báng của người, hoặc quỷ nhục cha mẹ, anh em, chị em, quyến thuộc. Đây nghĩa là người khác hủy báng, nhưng không hủy báng chính mình, mà hủy báng cha mẹ, hủy báng anh em, chị em mình. Tình huống là như thế. Hoặc hủy báng hòa thượng A Xà Lê của mình, hủy báng thầy mình, hủy báng đồng học của mình, hoặc hủy báng Phật Pháp Tăng. Báng Phật, báng Pháp, báng Tăng, có vô số cách hủy báng như thế. Bồ Tát nhẫn nhục, không sanh sân nhuế. Vậy là ngoại nhẫn. Điều này không phải người bình thường có thể làm được. Người bình thường gặp phải vấn đề này, họ không nhẫn được, sanh khởi oán hận, sanh khởi tâm sân nhuế. Phật Bồ Tát không như vậy. Chúng ta cần phải chú ý. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải nhẫn mọi thứ, mới có thành tựu. Như những điều này nói rất hay. Đưa ra những trường hợp này, nếu chúng ta không nhẫn được, chắc chắn thoái tâm. Thoái tâm, đạo nghiệp của chúng ta sẽ mất. Hoàn toàn thất bại. Tổn thất không phải người khác mà là chính mình. Một người muốn có thành tựu, trong kinh nói đến rất nhiều điều chướng ngại này. Nếu vượt qua được những chướng ngại khó khăn này là thành tựu. Còn như có một cửa ải không thể vượt qua, liền đọa lạc ngay. Hướng gì trong thời đại này gọi là thời kỳ pháp nhược ma cường. Nếu không biết nhẫn nhục ba la mật, làm sao thành tựu được? Dù khổ hải như thế nào đi nữa đều phải nhẫn, nhục nhã ra sao đều phải nhẫn. Kiên trì phương hướng và mục tiêu của mình, như vậy mới có thành tựu. Người trong xã hội ngày xưa dù ít hay nhiều đều có học giáo huấn của các bậc thánh hiền, hiện nay hoàn toàn không có. Làm việc tốt cũng bị người ta mắng, người ta sỉ nhục, còn làm việc xấu lại được người ta khen ngợi giúp đỡ. Làm việc tốt chẳng những không giúp đỡ, họ còn hủy hoại chúng ta. Như vậy tiếp tục làm chăng? Điều này còn xem ta có nhẫn được hay không. Thứ hai là có thể nhẫn thọ. Phê bình của tất cả mọi người, đặc biệt là ác ý, đều có thể nhẫn chịu. chẳng những không tính toán mà còn có tâm cảm ơn. Điều này rất khó. Phải có tâm cảm ơn mới đạt được lợi ích. Vì sao không có tâm cảm ơn? Vì không có lợi ích. Được lợi ích, nghe người khác phê bình, nỗ lực phản tỉnh. Có liền thay đổi, không có thì cố gắng hơn. Nếu họ phê bình mà mình có lỗi lầm này, từ đó mình thay đổi. Cảm ơn vì họ đã nhắc nhở. Nếu không có, càng phải cảm ơn. Họ đưa ra thử nghiệm này, tôi đã thông qua. Thông qua cuộc thử nghiệm này, cảnh giới mình nâng cao. Quý vị có thể không cảm ơn được chăng? Còn như họ có ác hành, ác nghiệp. Họ tạo nghiệp giúp ta đi lên. Chẳng những mình cảm ơn họ mà còn có hành động hồi hướng công đức tu học của mình cho họ. Giúp họ giảm nhẹ khổ báo. Đây là điều nên làm, lễ nghĩa của sự giao tiếp. Nếu không có trí tuệ chân thật, không nhận ra được tầng này, bị người hủy bán, ta sanh oán hận. Tâm khởi oán hận rất phiền phức. Oán hận thì sao? Quả trong tương lai là oan oan tương báo. Oan oan tương báo là không bao giờ dứt. Khổ không kể xiết, song phương đều đau khổ. Hiện tượng này hiện tiền, lập tức hóa giải, không còn nữa. Học Phật bao nhiêu năm nay, đây là bản lĩnh nhỏ, thông minh nhỏ, nhất định phải có. Bản lĩnh nhỏ này đều không có, vậy là uổng công học Phật rồi. Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa thường xưng Bồ Tát là nhân giả, nhân từ, người nhân từ. Bồ Tát đều là người nhân từ, nhân giả vô địch. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát vĩnh viễn không đối lập với người, sự vật. Vì sao vậy? Vì đã phá biên kiến. Biên kiến là đối lập, nhị biên. Phía trước đã nói qua, phía sau vẫn còn lặp lại mấy lần nữa. Sự lặp lại này là có đạo lý của nó, tức là muốn gây ấn tượng sâu sắc cho chúng ta, thời thời khắc khắc thức tỉnh chúng ta. Thuyết minh những lời khai thị này vô cùng quan trọng. Phát tâm Đại Thừa rất quan trọng. Phát Đại Thừa tâm chính là phát Bồ Đề tâm. Thế nào là Bồ Đề tâm? Những năm gần đây, chúng tôi đem Bồ Đề tâm ở trong kinh luận đã nói làm mới lại. Tức là nương vào nghĩa lý trong kinh điển để chỉnh sửa lại, viết thành 10 chữ, mong mọi người dễ hiểu hơn. Thể của Bồ Đề Tâm bản thể chính là chân chánh. Chúng ta học Phật là mong tương lai thành tựu. Nếu quý vị không dụng tâm chân thành thì quý vị sẽ không bao giờ thành tựu. Người khác dùng tâm giả dối để đối xử với ta, ta lại dùng tâm chân thành, vậy chẳng phải thiệt thòi sao? Dân bị thiệt thòi. Người xưa nói thiệt thòi là phước. Quý vị muốn có phước không? Phước là cái gì? Tức là quý vị đã đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Nếu quý vị không muốn làm Phật, muốn bị luân hồi, được rồi, khi họ dùng tâm dạ dối đối xử với ta, ta cũng dùng tâm dạ dối đối xử lại với họ, vậy thì bạn vẫn còn luân hồi trong lục đạo rồi, không thoát khỏi lục đạo. Nên biết thiệt thòi là phước. Người bị thiệt thòi có thể đến thế giới cực lạc, người không thiệt thòi thì tiếp tục luân hồi trong sáu nẻo. Vậy hãy suy nghĩ xem, quý vị có muốn chịu thiệt thòi không? Được thiệt thòi mới thật là vui sướng. Lợi dụng thì không tốt. Lợi dụng thì trong lòng thường hay lo sợ, tâm hồn bất an. Thiệt thòi mới tốt. Cho nên học Phật phải học chịu sự thiệt thòi. Ai không học thiệt thòi thì không có cách nào học Phật được. Không nên chống trái người khác. Họ chống trái với ta cũng được, nhưng ta không nên chống trái với họ. Họ hủy bán ta cũng được, ta không nên hủy bán lại họ. Họ sỉ nhục ta cũng được, ta không nên sỉ nhục họ. Họ hãm hại ta cũng được, ta không được hãm hại họ. Vì sao vậy? Vì ta là Bồ Tát. Bồ Tát đâu có thể làm hại người khác. Chỉ có Bồ Tát mới có thể đến thế giới cực lạc. Lợi ích của thế giới cực lạc, lợi ích thứ nhất là vô lượng thọ. Thọ mạng của chúng ta ở thế giới này rất ngắn ngủi. Vô lượng thật sự chẳng phải vô lượng giả, thật vô lượng thọ. Nên dùng đại thừa tâm, chân thành tâm để đối xử với mọi người, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, tự thọ dụng. Tức là đối với chính mình, đối với người khác dùng tâm từ bi, tâm yêu thương. Đối đãi người phải từ bi. Nên học theo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở nhân địa hành Bồ Tát đạo, thời kỳ học Phật bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể, bị sỉ nhục không gì bằng, vô cùng tàn khốc. Vua Ca Lợi đưa ngài đến chỗ chết. Ca Lợi tức là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là hung bạo. Ca Lợi vương, người Trung Quốc chúng ta hay nói là bạo quân. Bồ Tát bị ông ta giết. Nhưng Bồ Tát một chút oán hận cũng không có, lại còn nói với vua Ca Lợi: tương lai tôi thành Phật, việc đầu tiên tôi làm là đến độ ông. Điều này chúng ta nên học tập. Nghịch cảnh khiến phải chịu cái chết như thế cũng có thể chịu được. Ngày nay người khác hủy bán quý vị vài câu, sỉ nhục quý vị vài câu, quý vị đã chịu không nổi rồi, vậy quý vị có thể học Phật được không? Không thể được. Nên nhẫn nhục. Trong cái nhẫn có niềm vui. Không có gì không thể nhẫn. Cho nên nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Đây là do các Pháp sư thời nay phiên dịch. Đặc biệt dùng danh từ này bởi vì người Trung Quốc rất coi trọng chữ nhục. Quý vị xem trong sách xưa thường nói: sĩ khả sát bất khả nhục. Bị nhục không thể chịu đựng, nhưng chặt đầu thì không có vấn đề gì. Không chấp nhận bị làm nhục. Người Trung Quốc có khuyết điểm này, cho nên chữ nhẫn nại đổi thành nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn thì không có gì không thể nhẫn được. Nhẫn nhục hoàn toàn là đối với người Trung Quốc mà nói. Gốc của danh từ này nó vốn là nhẫn nại. Bởi vì người xưa rất coi trọng chữ nhục, cho nên dịch thành nhẫn nhục. Học Phật phải buông xả. Buông xả là bố thí. Chân thành buông xả, siêng năng nhẫn nhục, thì quý vị dễ dàng thành tựu. Buông xả không nổi. Cái gì không buông xả được? Danh lợi. Hai thứ này không buông không được. Người khác hại quý vị, hủy bán quý vị, quý vị bất năng nhẫn. Như vậy làm sao thành tựu được? Khi quý vị đang bước đi trên mảnh đất Bồ Đề Đạo, một tí cũng không thể vươn lên cao, vậy thì sai rồi. Tu hành tức là tu sửa những hành vi sai trái. Không thể coi việc nhẫn nhục là hành vi sai trái. Không thể coi việc buông xả là việc làm sai lầm. Đối đãi với người chút từ bi, đặc biệt là đối với người hại ta, nên đối xử từ bi đặc biệt với họ. Tại vì sao? Vì người hại ta sẽ có lợi ích cho ta. Lợi ích gì đây? Họ đếm thử ta, xem công phu của ta đạt đến giai đoạn nào rồi, ta nên vui mừng. Họ thật sự có lợi ích với ta, nhưng có điều tâm của họ chẳng phải là thiện tâm. Họ tạo nghiệp. Họ tạo nghiệp tương lai sẽ có ác báo. Người giúp đỡ ta thăng hoa trên đạo lộ tu hành, nhưng tương lai sẽ chịu ác báo. Ta phải xử lý thế nào đây? Dùng công đức tu hành của mình để hồi hướng cho họ, hy vọng họ trong tương lai khi chịu quả báo hiện tiền, cái khổ họ chịu sẽ giảm nhẹ. Khi chúng ta đã thành tựu rồi, phải nâng đỡ dìu dắt họ để báo ân. Đây là Phật Pháp. Đây gọi là học Phật. Quý vị nên làm. Cho nên Phật Bồ Tát, việc đầu tiên là cảm ơn. Chính những người gây phiền phức, những người gây chướng ngại khắp nơi cho ta, ta bỏ qua tất cả, thì mới dễ dàng thành tựu. Do đó, trong ánh mắt của Bồ Tát, mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Sự thật là vậy, một tí cũng chẳng giả. Phát tâm Bồ Đề, có được tâm này rồi, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhất hướng chuyên niệm. Dùng cái tâm này chỉ một phương hướng, đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyên niệm A Di Đà Phật. Ngay trong ý muốn niệm A Di Đà Phật đó, chính là đã di dân sang Cực Lạc thế giới rồi. Chúng ta được di dân đến thế giới Cực Lạc, chúng ta được thân cận với Đức Phật A Di Đà. Đó là vị thầy tốt nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà giới thiệu, mười phương chư Phật cũng vì chúng ta mà giới thiệu. Thế giới Cực Lạc là hoàn cảnh tốt nhất cho việc học Phật. Chúng ta đến đó rồi là coi như đã thành tựu. Ở thế giới này thành tựu rất khó, thời gian rất dài. Đến nơi ấy thì rất nhanh. Giáng sanh về thế giới Cực Lạc, cũng như cách nói ngày nay là di dân. Di dân qua đó rồi thì không còn sanh tử nữa. Chí tâm được nói ở đây, tức là tâm chí thành theo cách nói của Quán Kinh. Tứ nhiếp sớ, là cuốn sách chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói. Chí tức chân, thành là thật. Bây giờ chúng ta so sánh một chút về chí tâm. Phần lớn chúng ta nói về chân thành. Chân thành có nghĩa như chí tâm. Muốn làm rõ tu giải hạnh nghiệp, thân miệng ý của tất cả chúng sanh, cần phải bắt đầu từ tâm chân thật, không được bên ngoài thể hiện dáng vẻ tinh tấn hiền thiện, mà bên trong lại ôn tâm hư dối, tham sân si tà nguyện, gian trá trăm điều, tánh ác khó xâm nhập. Chỉ tánh ác kiên cố, việc ấy giống như rắn rết, tuy khởi ba nghiệp, gọi là cái thiện có lẫn độc tạp, còn gọi là hạnh hư dối, không phải nghiệp chân thật. Mấy câu nói trong tứ thiếp sớ có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta phải luôn cảnh tỉnh, xem chúng ta có thường phạm vào những tội lỗi này hay không. Trước hết, chúng ta có dùng tâm chân thành không? Thế nào là chân? Chân tức là không giả dối. Cần dùng tâm chân thành để sống, cần dùng tâm chân thành trong công việc, cần dùng tâm chân thành trong việc đối nhân xử thế tiếp Phật. Với xã hội hiện tại, chắc chắn có rất nhiều người nghi ngờ thế giới này là thế giới giả tạm. Người khác khởi tâm động niệm đều lừa dối ta, dùng tâm chân thành để đối xử với họ, há không phải quá thiệt thòi ư? Đúng, quá thiệt thòi. Nhưng thiệt thòi là chuyện nhỏ, quý vị được hưởng lợi ích sau này mới là chuyện lớn. Sau này được lợi ích gì? Được vãng sanh về nước Phật, gần gũi Di Đà. Lợi ích này của quý vị quá lớn. Thiệt thòi một chút có đáng là bao? Cần gì phải tính toán? Người không chịu thiệt thòi thì không thể hưởng được phúc báo lớn lao được. Người xưa có câu thiệt thòi là phước. Phước đến mà quý vị không chịu đón nhận, đó không phải là người có trí. Phước báo lớn đang đến như thế mà quý vị từ chối, đúng là ngu si. Bây giờ cầu mà không được. Tự nhiên khi không mà phải chịu người khác đổ tiếng oan, thế nhưng đó là phước báo lớn nhất. Mình có lỗi, người khác chê trách chúng ta, phỉ báng chúng ta, làm nhục chúng ta là có nguyên nhân, thật sự có lỗi. Nhưng nếu ta không có lỗi thì phước đức lại càng lớn hơn. Không có lỗi, sao ta lại gặp sự sỉ nhục này? Nếu đời này không có thì kiếp trước có. Nhiều đời nhiều kiếp. Phật Pháp dạy chúng ta, con người không phải chỉ có một đời. Trong quá khứ có vô lượng kiếp, trong tương lai cũng có vô lượng kiếp. Khi quý vị chưa ra khỏi vòng luân hồi trong 6 đường, trong vô lượng kiếp đã lưu chuyển trong 6 đường. Đó là khoảng thời gian rất dài. Nếu kiếp này ta không tạo nghiệp thì kiếp trước hay trước đó nữa đã tạo nghiệp. Cứ theo đó thì ai là người không tạo nghiệp? Không thể có chuyện đó. Ai không kết oán với chúng sanh? Kiếp này ta được làm người, có cơ hội được nghe Phật Pháp, nhận thức rõ những vấn đề này. Điều tốt nhất là gì? Những điều trái ý ta đều đón nhận. Trong môi trường không thuận lợi, ta cũng vui vẻ, cam tâm đón nhận để cho nghiệp chướng của ta được tiêu trừ. Đức hạnh của ta được thành tựu, trí tuệ của ta được khai mở. Đó là chuyện tốt. Không những không oán hận mà lại cảm ơn. Trong giáo lý Đại Thừa gọi đó là tăng thượng duyên, tức là nghịch cảnh cũng có thể giúp nâng cao đức hạnh của mình. Có thể giúp tăng trưởng trí tuệ của ta, giúp nghiệp chướng của ta được tiêu trừ, và giúp chúng ta viên thành Phật đạo. Bởi vậy, người thật sự tu tập giáo lý Đại Thừa, người thật sự tu tập pháp môn niệm Phật, tâm của họ như thế nào? Là lòng cảm ơn, lòng từ bi. Đây là điều có thực, không phải giả dối. Vì thực nên họ mới có thành công thật sự. Nếu là giả thì đã sai lầm, họ đã đọa lạc. Họ sẽ gây thù kết oán không bao giờ ngưng với tất cả chúng sanh. Đó là nỗi khổ không thể kể hết. Người thông minh, người có chút trí tuệ, họ liền nắm bắt cơ hội ngay trong đời sống này, và nhất định phải siêu việt 10 pháp giới. Có khả năng, có thể nắm vững để siêu việt. Nói thật, đó là pháp môn tịnh độ. Nương tựa vào Phật A Di Đà, ngày nay chúng ta không một chút nghi ngờ pháp môn tịnh độ. Được những thứ đó không phải đơn giản. 60 năm không rời tay, hết lòng tham cứu. Càng thâm nhập càng thấy vui, càng thâm nhập càng thấy sáng tỏ. Phải thật sự thông đạt sáng tỏ mới có thể buông bỏ tất cả. Thế nào là buông bỏ tất cả? Trong khi giảng bài, luôn luôn nhắc nhở bản thân và dẫn dắt những người cùng học. Đó là chân thật, không phải giả. Không phải giả thiết, đó là chân tướng sự thật. Tôi đã sống được đến ngày nay. Ngày mai chưa chắc đã còn, không dám nghĩ đến ngày mai. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi cần phải làm những công việc này. Không phải rõ ràng đó sao? Ngày cuối cùng thì cái gì quý vị cũng không thể mang theo được, kể cả thân thể này. Vì vậy tôi thường nói, ngày nào còn sống thì thân thể là của mình, tôi sở hữu. Áo quần mặc trên người là của tôi, không mặc trên người là không phải của tôi. Đừng nghĩ đến nó, không liên quan gì đến tôi. Trong túi quý vị có bao nhiêu tiền, đang trong túi thì đó là của quý vị, không còn trong túi thì không còn là của quý vị nữa. Quý vị đang ngồi trong căn phòng này thì căn phòng này đang ngồi hôm nay là của quý vị. Khi ra khỏi phòng rồi thì không còn là của quý vị nữa. Lòng của quý vị tự tại biết bao. Quý vị sanh trí tuệ chứ không sanh phiền não. Tồn tại trong lòng quý vị là sự cảm ơn, từ bi, không tạo nghiệp chướng, không sinh tự tư tự lợi, không còn tự tư tự lợi. Cả pháp giới hư không cùng một thể với ta. Trên thì cùng một thể với chư Phật Như Lai, dưới thì cùng với các loại côn trùng sâu kiến, hoa lá cây cỏ, sơn hà đại địa. Làm sao mà không tự tại được? Quý vị còn vọng niệm nào nữa? Hiển nhiên tâm thanh tịnh lộ ra, nhất tâm nhất niệm lộ ra. Nếu còn một chút gì không buông bỏ được, nó liền trở ngại nhất tâm nhất niệm, không thể hiện tiền. Tứ Thiếp Sớ nói rất cụ thể. Tất cả nghiệp thân, miệng, ý của chúng sanh. Thân là những gì anh ta đã làm, miệng là những gì anh ta đã nói, ý là những gì anh ta suy nghĩ. Giải và hành là những gì anh ta tu tập. Giải là hiểu rõ lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Hành là gì? Là theo đó để làm, thật tu. Cần dùng tâm chân thành để làm. Câu này rất cấp bách. Thật tâm để làm. Thế nào là chân? Đưa ra một phương hướng ngược lại. Quý vị đã hiểu rõ, quý vị sẽ biết thế nào là chân. Không được bên ngoài thì giả dạng hiền thiện tinh tấn. Giả vờ, bên ngoài thì làm rất tốt, mạnh mẽ tinh tấn. Nhưng bên trong thì thế nào? Không buông bỏ tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn nghi. Tất cả những thứ này là giả. Bởi vậy nên giác ngộ, đừng mê lầm. Con người nên tự biết bản thân. Những thứ như tham, sân, tà ngụy, gian trá, là những tánh ác. Liệu đã buông bỏ được những tập tánh bất thiện chưa? Nếu như chưa buông bỏ thì phải biết rằng những tâm niệm như vậy đang chế tạo luân hồi trong 6 đường. Luân hồi 6 đường vì thế mà hiện ra. Hư giả, tham sân tà ngụy, gian trá, trăm chiều là nguyên nhân để đưa ta đến luân hồi 6 đường. Có những thứ này thì có 6 đường. Nếu không có niệm này thì quý vị đã vượt qua nó. Quý vị đang dùng chân tâm, đó là vọng tâm, đó không phải là chân tâm. Những gì vọng tâm tạo ra, đó là 6 đường, 10 pháp giới. Chân tâm biến hiện ra là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát, thế giới cực lạc, thế giới Hoa Tạng. Là chân tâm. Đại sư Huệ Năng minh tâm kiến tánh đã vắn tắt chỉ bày nó ra. Hình dáng của chân tâm thế nào? Thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh. Quý vị đã hiểu rồi, không thanh tịnh là vọng tâm, thanh tịnh là chân tâm. Chân tâm là không sanh không diệt. Niệm hiện tại của chúng ta, niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh khởi. Tâm sanh diệt như thế là giả, không phải chân. Chân tâm là không sanh không diệt. Chân tâm vốn không dao động. Dao động là gì? Chuyển động theo ngoại cảnh, môi trường bên ngoài. Nếu thuận theo ý mình thì nổi tâm tham, tức tham đắm. Nếu trái với ý muốn của mình thì ghét bỏ nó. 6 căn của quý vị chạy theo môi trường bên ngoài, sanh tham sân si mạng nghi, sanh ra thất tình ngũ dục. Đây gọi là gì? Tâm chuyển theo cảnh. Tâm như thế là vọng tâm. Chân tâm không chạy theo ngoại cảnh. Chân tâm là biết được phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bất luận là cảnh giới nào hiện ra thì tâm ấy vẫn như bất động. Đó mới là chân tâm. Bởi thế, chân tâm không phải tâm luân hồi. Vọng tâm là tâm luân hồi. Khi vọng tâm làm chủ thì 3 nghiệp thân khẩu ý đều là nghiệp luân hồi. Quý vị không vượt ra khỏi luân hồi. Nếu quý vị thật sự chuyển được nó, tôi không còn chạy theo ngoại cảnh nữa, dùng tâm chân thành để làm việc, chân thành với bản thân, chân thành với cuộc sống, Công việc cũng phải chân thành. Đối nhân tiếp vật chẳng điều gì là không chân thành. Dùng tâm chân thành để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Xin chúc mừng quý vị. Quý vị đã thành công viên mãn trong đời sống này rồi. Quý vị đã thành Phật rồi. Nếu ngoại hình quý vị làm ra vẻ không tệ, giống như một người Phật tử, thế nhưng tập khí phiền não bên trong không một chút thay đổi, đó là giả dối. Nói theo cách của Tứ Thiếp Sớ là tánh ác khó đổi, hay nói theo Quát Hồn là tánh ác kiên cố. Nói trắng ra, anh ta đã sai lầm. Anh ta cho đó là cách nhìn đúng đắn, làm rối loạn, làm sai lệch đi. Xã hội ngày nay ai không giả dối, nhưng quý vị nên dùng tâm chân thành đối đãi với họ. Quý vị có thiệt thòi, có bị mắc lừa, kém cỏi. Người xưa có câu, người ngốc có phước của người ngốc. Bị thiệt thòi là có phước. Ý của câu nói này rất sâu sắc, có học vấn cao, có nhiều lý thuyết. Nói thẳng là họ không bị thiệt thòi, quả là họ bị mắc lừa. Anh ta có nhiều điều kiện. Vì thế kiểu ngộ nhận này, tất cả đều chạy theo tập khí phiền não. Đó là sự sai lầm, làm như rắn rết. Đây là những loại rắn độc thú dữ. Toàn là làm hại, không có một chút lợi ích. Tuy khởi ba nghiệp, nhưng đều là cái chuyện độc hại. Bên ngoài tự như toàn làm những việc tốt như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục. Thế nhưng bên trong thì thế nào? Bên trong không dứt trừ được tham, sân, si, mạn nghi. Đây gọi là cái thiện dính độc, hay còn gọi là việc làm giả dối. Ai biết được? Phật, Bồ Tát, quỷ thần biết được. Bởi thế, nó không được gọi là nghiệp chân thật. Nó không phải chân thật. Nó thực sự không phải là nghiệp thiện. Đích thực nó là giả. Những hành động như thế, người thế gian không thể biết được. Họ chỉ đánh lừa được người thế gian, nhưng Phật, Bồ Tát biết rất rõ. Trời cao sẽ bắt những người này. Đây là những phương tiện chỉ cho chúng ta thấy tâm chân thành là thứ đáng quý. Mỗi niệm không được quên nó. Nếu quên nó thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Dứt khoát là không sợ thiệt thòi, không sợ bị mắc lừa, không sợ bị hãm hại. Khi chưa thành Phật, Thích Ca Mâu Ni tu hạnh Bồ Tát, gặp vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi, Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch sang chữ Hán là bạo chúa. Đây là một ông vua hôn dung vô đạo, nên có tên là Ca Lợi. Ngài bị vua Ca Lợi xử tử lăng trì, cắt hết thân thể, rất oan ức. Nhưng Ngài không hề oán hận. Mà lại cảm ơn vua. Vì sao vậy? Vì việc đó khiến cho Ngài nhanh chóng thành Phật. Mỗi khi chúng ta gặp tai nạn, gặp ai hãm hại, ta nên cảm ơn họ. Họ sẽ giúp ta vãng sanh. Ta vãng sanh sớm hơn, thành Phật nhanh hơn. Điều này đúng, không sai chút nào. Không giữ lòng ác với người làm hại mình. Cho dù họ có hãm hại mình đi nữa, cũng không ôm lòng oán hận. Vì sao vậy? Vì ta biết rằng họ với ta là một thể. Như răng cắn nhầm lưỡi, đầu lưỡi bị chảy máu, liệu lưỡi có giận răng không? Tất nhiên là không. Vì sao? Vì chúng cùng một cơ thể. Đời này được mấy người nhận ra điều này, biến pháp giới, hư không giới cùng một thể với ta. Chỉ có Phật, Bồ Tát mới nhận ra. Khoa học và triết học vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Chư Phật, Bồ Tát đã ở trong đó rồi. Chúng ta nên học theo, để có thể thực sự nhập vào cảnh giới đó. Thật sự khế nhập được rồi thì quý vị sẽ được lợi ích. Biểu hiện ra bên ngoài là pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm. Người thường cũng có thể nhận ra. Nhận ra điều gì? Quý vị hoan hỷ, không còn phiền não. Quý vị từ bi, không còn ý niệm hãm hại người khác. Tâm trạng này giống như trong kinh đã nói, ban bố lợi ích chân thật. Quý vị đã ban bố lợi ích chân thật, trí tuệ chân thật cho mình, cho tất cả chúng sanh.